Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ thực hiện một món ăn, đó là mình sẽ làm vịt kho với gừng. Ở đây thì mình đã chuẩn bị đó là nửa con vịt khoảng 600-700 g gì đó. Mình làm sạch bằng cách đó là cái thịt vịt này thì nó hơi có cái mùi hơi tanh ấy. Thì mình làm sạch bằng cách đó là mình cho một chút xíu cái gừng này này, mình vắt lấy nước và một chút xíu muối thì mình rửa, thì cái thịt vịt của mình rất là sạch và nó sẽ không còn cái mùi hôi nữa nhé. Gia vị để mình nấu cái món này thì rất là đơn giản, là gồm gừng. Mình nếu mà mình thích ăn nhiều gừng thì mình cho nhiều gừng một chút xíu, một củ hành tím, tỏi, nước mắm. Mình sẽ dùng 3 muỗng canh. Và bây giờ thì đầu tiên thì mình sẽ đi ướp cái thịt vịt của mình. Mình sẽ cho vào đây một chút xíu cái tỏi mình băm này, hành tím này và gừng. Mình cho mỗi thứ một chút xíu để mình ướp trước khoảng 20 phút. Mình sẽ ướp với một chút xíu hạt nêm, khoảng 1/2 muỗng cà phê thôi, và một chút xíu muối bột canh. Lát nữa thì mình sẽ kho bằng nước mắm, mình không dùng muối nhé. Và mình ướp ở đây trong vòng khoảng 2-30 phút cho cái thịt vịt của mình nó ngấm. Rồi thì mình sẽ mang đi kho. Nước mắm thì mình sẽ không cho khi ướp nhé, mình chỉ ướp bằng một chút xíu muối thôi để cho nó khô, để lát nữa mình xào cái thịt vịt cho nó săn. Rồi mình sẽ ướp ở đây. Sau khi mà mình đã ướp thịt vịt đủ thời gian rồi thì mình sẽ cho vào đây khoảng một muỗng canh dầu thôi nhé, một muỗng cà phê thôi, ít thôi, mình không cần nhiều. Và mình phi thơm cái phần là tỏi và hành tím, một chút xíu gừng nữa. Lại gừng này lát nữa mình sẽ cho vào sau. Lát nữa mình cho vịt vào thì cái da của vịt đấy nó sẽ ra cái mỡ nữa, nên mình sẽ không cho nhiều dầu ăn nhé. Mình cho cái thịt vịt của mình vào. Đảo cho nó săn lại. Mình cho cái thịt của mình nó săn lại, mình cho hết cái phần gừng còn lại vào. Và bây giờ thì mình sẽ cho nước mắm vào nhé. Mình sẽ để cho cái nước mắm của mình và cái gia vị, mình sẽ cho thêm một chút xíu bột ngọt. Nếu mà nhà mình sử dụng bột ngọt thì các bạn nên thêm một chút xíu bột ngọt nhé, còn không thì mình nêm thêm một chút xíu đường. Rồi mình để cho mình nấu khoảng 2-3 phút cho cái gia vị nó rút vào trong cái thịt. Mình sẽ cho thêm nước vào đây, mình kho với lửa nhỏ khoảng 30 phút. Đây mình để cho nó rút vào đó nhé. Đây, sau khi mà nó ngấm được khoảng 5 phút thì mình sẽ cho thêm nước sôi. Nước này mình đã đun sôi, mình cho thêm một chút xíu nữa, khoảng nửa chén cho nó săn sắp mặt. Mình sẽ đậy vung lại mình kho nhé. Mình kho cho cái thịt vịt nó mềm, nó thấm gia vị và nó keo cái nước lại là được.
Đây, sau khi mình đậy nắp vung lại và mình cho cái thịt vịt của mình nó săn lại. Thì này, cái nước của nó đã rút gần hết và nó chỉ còn cái nước trong trong này là cái mỡ của vịt nó ra. Như vậy là đã được rồi. Mình sẽ tắt bếp thôi. Mùi rất là thơm rồi, mình sẽ cho ra đĩa để ăn cùng với cơm nóng. Mình rất là hấp dẫn, cái món này trời đang mưa mưa nữa. Đây này, mình có cắt vào hai quả ớt này. Nếu mà gia đình có bé thì các bạn không cho ớt, còn nhà mình thì chỉ nấu cho gia đình ăn nên là mình sẽ cho ớt thêm vào nhé. Cho ra đĩa và ăn cơm. Đây, mình đã vừa thực hiện xong cái món vịt kho gừng của mình. Video thực hiện cái món vịt kho gừng của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Với cái món này thì mình ăn kèm với cơm nóng rất là ngon. Hy vọng các bạn sẽ thực hiện thành công và ngon miệng nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.